Chào mừng các bạn. Vâng, quý vị và các bạn tới chương trình Ăn cơm khoai nói chuyện quốc tế tối thứ tư ngày 25 tháng 10 năm 2023. Chúc quý vị có buổi tối vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Vâng, chúng tôi sẽ đến với một thông tin uh, có thể nói rằng là rất giật gân trong Hoặc kép. Hình ảnh uh, của nhà lãnh đạo uh, Vâng, hình ảnh gọi là được thế giới mô tả là uh, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị của Trung Quốc gặp tổng thống của nước Cộng hòa California. Trong đó, uh, lời phát biểu của ông ngoại trưởng Trung Quốc cho biết là Trung Quốc luôn nhất quán với chính sách uh, một chính sách của Mỹ liên quan tới việc uh, độc lập của California và không ủng hộ việc California tiến hành giải phóng độc lập đất nước tuy nhiên trung quốc cũng nhất quán với lại chính sách và cam kết của uh, đất nước của mình đối với lại uh, nhà nước california trong đó có việc củng cố hợp tác quốc phòng với california ủng hộ california tham gia vào những tổ chức và diễn đàn quốc tế ví dụ như liên hợp quốc và tổ chức thương mại quốc tế mối quan hệ gắn bó giữa Trung Quốc và nước California vững chắc như thành đồng. Vâng, đó là một tin Việt quý vị ạ, nhưng mà dù sao nó cũng rất đáng để nói. Hôm nay thì trong cái chuyến đi của thống đốc bang California tới Trung Quốc, thăm và làm việc gặp ông Tập Cận Bình rồi ông Vương Nghị. Và tất nhiên là trên không gian mạng của Trung Quốc thì họ sẽ chớp lấy cơ hội này để họ chế, đúng không ạ? họ chế và họ nói lặp lại những cái lời của phía Mỹ à, nói với Đài Loan như chúng tôi vừa chia sẻ với quý vị chỉ có thay đổi mỗi cái chữ California và Đài Loan mặc dù câu chuyện nó khá là hoang đường nhưng mà rồi cũng không biết được thời của chúng ta nó có nhiều chuyện không những hoang đường mà nó điên rồ nó từng xảy ra à, trước đây thì cũng đã có nhiều những cái tiếng nói chính trị ở Mỹ liên quan tới việc là có rất nhiều bang ở nước này đúng không ạ Họ đang thấy đất nước của họ có những cái vấn đề này, vấn đề kia, cho nên họ cũng đánh tiếng. Quý vị thấy ngày xưa nước Anh cũng rời khỏi EU bởi vì họ thấy rằng họ cao cấp hơn. Đúng không ạ? Họ không nỡ nhìn thấy cảnh uh, gọi là dân đóng thuế của mình lại đi chấp nhận uh, những cái tiêu chuẩn theo kiểu của EU. Đúng không, quý vị. Và như vậy rõ ràng là những cái bang ở Mỹ như là New York hay là California vân vân những bang giàu có thì họ cũng đánh tiếng để họ thoát ra khỏi mỹ để đỡ phải vướng vào cái mớ bòng băng và chịu chung cái chính sách của cả à, liên bang mỹ cũng giống như là eu thôi với người anh thôi cho nên là một chuyến thăm của một ông thống đốc của một bang lớn ở khu vực miền tây nước mỹ mà tự nhiên lại đến trung quốc thì cũng là một chuyện lạ đời quý vị công nhận không ạ vâng tất nhiên là chuyện lạ đời rồi nhưng mà nếu như mà nó có khả năng xảy ra hay không thì chúng ta cũng có thể nói như chúng tôi đã nói đúng là trong thế thời đại của chúng ta có nhiều chuyện điên rồ lắm và chẳng may chuyện này mà nó xảy ra sợ thành sự thật thì chắc chắn là khối người phải lo rồi và cũng một thông tin liên quan tới nước Mỹ thì ngày hôm nay ứng cử viên của chức chủ tịch hạ viện thứ ba là ông Mike Johnson và liên quan tới ông Jim Jordan thì ông ấy đã thất bại rồi quý vị. ạ như chúng ta đã biết, đúng không ạ? À, một cái điều tình cờ, à không tình cờ, à, chắc chắn là có những cái mà nó nói rõ về cái chính trị của nước Mỹ. À, khi mà ông Jim Jordan đã bị à, cái đảng Cộng Hòa của mình, rất nhiều thành viên họ phản đối. Và tất nhiên chúng ta cũng biết vì sao. Thế còn đến lượt ông Mike Johnson. Mike Johnson thì là một cứng viên rất đặc biệt. Bản thân ông ấy lại được cả đảng Dân Chủ cũng thích thú với cái vai trò làm chủ tịch Hạ viện. Cho nên là Đảng Dân Chủ bây giờ cũng có những cái thiện chí để nói rằng trong trường hợp ông Mike Johnson thì họ cũng sẽ ủng hộ cái ông này. Và như vậy rất khả năng, khả năng rất cao là ông Mike Johnson có thể trở thành chủ tịch hạ viện khi mà họ có được cả cái phiếu bầu của cả Đảng Dân Chủ. Còn ông Jim Jordan thì rất tiếc rằng là ông ấy đã không thể vượt qua nổi chính cái Đảng Cộng Hòa của mình như vậy thì uh, thông qua cái việc bầu cử hạ viện ở mỹ chủ tịch hạ viện chúng ta thấy một điều gì có nghĩa rằng là một đảng cộng hòa mà không thể tự giúp nhau để bầu lên người chủ tịch hạ viện của chính mình mà cuối cùng phải nhờ đến sự giúp đỡ của đảng dân chủ thì mới có thể tìm ra một ứng viên Tất nhiên là ông Mike Johnson cũng là một ứng cử viên có thể nói rất sáng giá, mặc dù là ông không là một cái người nổi bật uh, trên cái công luận vì cũng không phải là một người to mồm. Thế nhưng mà uh, ông là một người luôn đạt được những cái tỷ lệ ủng hộ khá cao mỗi lần có những cái sự kiện bầu cử hay là sự kiện khảo sát hay vân vân. Ứng cử viên đến từ bang Louisiana đã từng phục vụ từ Quốc hội của Mỹ năm 2017. Và các cái tỷ lệ ủng hộ có thể nói là rất vững chắc đối với lại các cái cuộc bầu cử như tôi đã nói với quý vị và thông qua các quyết sách liên quan tới cái khu vực mà ông đại diện. Chính sách của ông Mike Johnson có thể nói làm thỏa mãn đa phần, đại đa phần của hai đảng đặc biệt là những vấn đề liên quan tới đối nội. À, trong đó đáng lưu ý là chúng ta thấy rằng là liên quan đến chính sách đối ngoại thì bản thân ông chưa bao giờ ông ủng hộ cái việc là là ủng hộ Ukraine một cách nhiệt tình như các đời <laughs> chủ tịch hạ viện trước. Còn ở chính sách đối nội thì tất cả những cái lần bầu phiếu liên quan đến ông trong những cái vụ bầu cử gian lận bầu cử năm 2020 rồi những cái vụ liên quan đến ông Donald Trump cho thấy ông ấy là một người có tư tưởng thân với ông Donald Trump và là một người rất có cái quan điểm khá cực đoan liên quan tới việc bảo thủ, nhất là những chính sách xã hội và đất nước. Có nghĩa là nôm na chúng ta có thể hiểu đơn giản là khi ông này mà lên là chủ tịch Hạ viện thì ông ấy sẽ có tư tưởng thân ông Trump là cái thứ nhất. Thứ hai là ông ấy sẽ tư tưởng chống cái việc ủng hộ Ukraine và thứ ba là ông ấy sẽ chủ trương chống lại những cái vấn đề liên quan tới tư tưởng của thế giới tập đoàn trị và toàn cầu hóa, có nghĩa rằng những phong trào LGBT rồi những phong trào chuyển giới chuyển giết cho trẻ em, vân vân. Có thể nói là một trong những cái um, quan điểm uh, đi ngược lại với chính sách của ông Biden hiện nay nhưng mà lại có thể được lòng đại đa số cử tri ở Mỹ. Vâng, và chúng ta sẽ đến với khu vực Trung Đông, nơi mà hôm nay có giao tranh thì ít mà giao chiến trên mạng uh, trên không gian gọi là chính trị thì nhiều. Ban ngày thì chúng ta có một cái bài phát biểu dậy sóng của ông Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đúng không ạ? Một cái bài phát biểu có thể nói rằng là cá nhân tôi sẽ bỏ qua tất cả những gì ông đã không làm trong suốt mấy năm qua. Nếu như ông đã nói được những câu vừa rồi và ông có thể làm được nó, đúng không ạ? thì chắc chắn là ông sẽ trở thành một trong những cái người tổng thư ký liên hợp quốc làm đúng được cái vai trò của mình. Bài phát biểu thì chúng tôi đã nói trong chương trình bản tin buổi tối. Tuy nhiên thì có thể có một vài những cái điểm chính để quý vị chưa theo dõi có thể để ý. Có nghĩa rằng ông Guterres đã nói rằng cái việc tấn công của hamas nó không phải là một cái sự kiện mà nó không có nguồn gốc à, nó không phải là từ bắt đầu từ một cái nơi vô không đúng không ạ mà cơ bản thì nó đã bắt đầu từ cái việc đàn áp và chiếm đóng của người israel đối với lại palestine rồi là những việc israel đang làm là những cái việc mà có thể nói rằng là bạo lực hơn mức cần thiết so với những gì của những hành động mang tính chất là biện hộ cho cái sự đáp trả cũng như là phòng vệ. Đồng thời ông nói về việc là ông ủng hộ uh, việc thiết lập một cái nhà nước Palestine có độc lập chủ quyền như là Hiến trương Liên Hợp Quốc từ những năm 1948. Vân vân, cơ bản là lần này thì ông Guterres đã uh, rất thẳng thừng, uh, rất là cứng giọng uh, đối với lại Israel. Uh, Và ông nói về những cái việc như vậy có nghĩa rằng là ông ủng hộ, đúng không ạ? và đợt này thì có nghĩa rằng Liên Hợp Quốc đã đứng về phía Palestine và những nước Ả Rập khác ở Trung đông để mà ủng hộ một cái nghị quyết có thể cho ra đời một nước Israel hoàn toàn uh, Palestine hoàn toàn độc lập vốn nó đã treo lơ lửng từ cách đây mấy chục năm rồi và tất nhiên là người Israel không thích điều đó Nếu như có một cái điều đó xảy ra thì có nghĩa rằng là chúng tôi không biết người Israel như thế nào nhưng chắc chắn là người Mỹ sẽ không thích bởi vì lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy là Trung Đông nó chỉ còn có hòa bình mà thôi, nó chẳng còn cái gì nữa. Và sẽ có người rất không hòa bình nếu như mà thấy ở những nơi này nó có hòa bình. Cũng có thể ông Antonio Guterres, ông ấy cũng suy nghĩ rất nhiều. 18 đêm qua, ngày nào ông cũng nghe thấy những thông tin, ví dụ như ngày hôm nay, Bộ trưởng Bộ Y tế của Palestine đã thông báo là đã có tới 6.500 người thiệt mạng ở giải Gaza, 17.439 người bị thương, 27, 2.700 trẻ em, 1.584 phụ nữ và 364 người già đã thiệt mạng kể từ khi mà Israel không kích vào giải Gaza. Chỉ riêng trong 24 giờ vừa qua, 756 người đã thiệt mạng, trong đó có 344 trẻ em. Vâng, một cái người mà cũng gần đất xa trời, ngày nào cũng nghe đọc những bản tin như thế mà không làm được gì uh, cho thế sự và đúng cái bổn phận của mình thì cũng thật là đáng tiếc, đúng không ạ? Cho nên là tôi nghĩ rằng đến thời điểm này ông Guterres, ông nói tuy là hơi muộn nhưng mà cũng đúng là cái lúc mà nó rất cần thiết để ngăn chặn cái cuộc cái cái thảm kịch khủng khiếp như này tuy nhiên điều chúng tôi muốn nói trong bản tin buổi tối ngày hôm nay chính là thông điệp của tổng, uh, Bia, tổng thống thổ nhĩ kỳ ông erdogan tại sao nó lại quan trọng rõ ràng những ngày vừa qua thì thổ nhĩ kỳ đã có một cái quan điểm uh, thay đổi giống như kiểu nga cái thái độ của nga đối với lại israel trong những ngày vừa qua họ thay đổi từ cái thế cân bằng sang một cái thế khá chống với lại israel nhưng mà thổ nhĩ kỳ thì còn đi xa hơn đúng không ạ họ đã từ cái bước là đã hàn gắn quan hệ đã kết nối quan hệ bình thường hóa quan hệ và thậm chí là có những cái sự hợp tác như là đồng minh với lại israel trong suốt thời gian vừa qua và tất nhiên hai nước ở này ở trung đông mà họ đồng minh và hòa bình được thì chắc chắn một điều rằng là họ sẽ nhận được rất nhiều những lợi ích của nhau đồng thời lợi ích của người mỹ thế nhưng mà chỉ qua cái sự kiện này thôi thì những ngày vừa qua thổ nhĩ kỳ kể cả từ quan chức cho tới người dân đã có một cái thái độ chống israel khá ác liệt và với cái tuyên bố của ông erdogan ngày hôm nay thì chúng ta thấy là gần như là quan hệ của thổ nhĩ kỳ và israel đã chấm dứt và cái có thể nói là cái mối tình thù nó đã đến một cái mức độ cao trào chưa từng thấy Chúng ta sẽ đến với lại cái những cái nét cái ý chính trong cái bài phát biểu của ông Erdogan trong ngày hôm nay. Vâng, câu đầu của ông Erdogan nói trước quốc hội của mình đó là Hamas là một nhóm các chiến binh giải phóng Palestine chứ không phải là một tổ chức khủng bố. Đấy, câu này là một cái câu dạy sóng nhất, sau đó chúng ta sẽ thấy những câu tiếp theo. Tiếp theo thì ông Erdogan kêu gọi là vì Hamas không phải là tổ chức khủng bố cho nên là thế giới cần xem xét và tiến hành đánh giá lại cái tổ chức, uh, cái tổ chức mà Palestine này. Erdogan hủy chuyến đi, chuyến thăm viếng của mình tới Israel với lý do cáo buộc là Israel liên tục tiến hành những chính sách lạm dụng thiện chí của thổ nhĩ kỳ. Erdogan coi việc Israel tấn công vào giải Gaza như là một cái biểu hiện của những tội phạm diệt chủng và bệnh hoạn về tinh thần erdogan coi hành động của israel là sự tàn bạo có chủ đích và tội ác chống lại loài người thách thức cái khái niệm về sự tự phòng thủ có quyền phòng thủ như là israel đã từng nói thổ nhĩ kỳ cam kết tiếp tục gửi những hàng viện trợ thiết yếu tới giải gaza trong đó nêu bật cái vai trò của nước này với tư cách là một nhà nước bảo trợ an ninh cho Palestine trong tương lai. Erdogan nhấn mạnh là Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không tha thứ cho những hành động của Israel tấn công vào trẻ em, dân thường vô tội. Đồng thời lên án tất cả những người dân, những người chính phủ trên thế giới tiếp tục bao biện cho hành động của Israel tấn công vào dân thường sẽ chỉ mãi mãi À, mang tới khu vực trung đông này ở chìm trong biển lửa. thổ nhĩ kỳ tái xác nhận lại cái ủng hộ không hề suy chuyển của mình với dân nhân dân palestine, đồng thời lên án mạnh mẽ cái sự im lặng đang diễn ra trên toàn thế giới xung quanh cuộc khủng hoảng này. thổ nhĩ kỳ cho biết là đất nước này không có vấn đề gì với nhà nước israel, mà quan điểm của tổng thống erdogan chủ yếu xoay quanh những hành động mà Israel đang, đang tiến hành. Erdogan bày tỏ ý định rõ ràng về việc Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm trung gian hòa giải giữa Israel và Palestine trong một cái hội nghị hòa bình với lại sự tham gia của tất cả các bên liên quan, đồng thời phê bình những cái nền tảng hệ thống của thế giới hiện nay không đủ công bằng, không đủ hiệu quả để mà giải quyết các cái vấn đề của thế giới cũng như là kêu gọi sự cải tổ và phát triển của các tổ chức đó tất nhiên là ông đang nói tới Liên hợp quốc. Còn trong một tuyên bố khác trong ngày thì ông nói rằng là Mỹ và Israel chắc chắn sẽ thất bại bởi vì họ đã chống lại công lý. Chúng ta sẽ làm tất cả mọi thứ để chống lại Israel cả trên mặt trận ngoại giao lẫn mặt trận quân sự và có thể nói những cái tuyên bố nó không khác gì là tuyên chiến. À, với những cái tài khoản như thế này chúng tôi cũng không biết là Ờ, ông ấy con nói thật như thế không? Nhưng mà rõ ràng cũng không có lý do gì để người ta nói dối những cái việc như vậy, đúng không ạ? Nhưng mà nếu quả là đúng như vậy thì đó là những cái ngôn từ rất mạnh mẽ. Còn Bộ trưởng Ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ cũng nói rằng israel phải ngay lập tức bãi bỏ tất cả những cái hành động tấn công và giải Gaza. Coi đó là một trong những cái gọi là sai lầm lịch sử để có thể biến cái sự tàn bạo uh, trở thành một cái cuộc thảm sát. Khu vực Trung Đông của chúng ta đang ở trong một thời điểm quan trọng. Chúng ta có thể đạt được một cái nền hòa bình vĩnh viễn hoặc là một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba. Tờ Bloomberg thì cho hay là ngay sau đó thì thổ nhĩ kỳ đã tuyên bố chấm dứt những hoạt động kế hoạch hợp tác với Israel trong cái lĩnh vực năng lượng và hai bên sẽ chấm dứt và tạm dừng tất cả những hoạt động liên quan đến khai thác dầu khí tại khu vực uh, ở biển Địa Trung Hải và những hoạt động xuất khẩu khí ga tới Châu Âu. Vâng, quý vị cũng phải nhớ tới cái vấn đề là khu vực này nó có rất nhiều khí ga và dầu, quý vị nhé. Đấy, ở bên ngoài bờ biển của Liban này, của cái khu vực phía giữa um, Gaza, Ai cập, Israel, tức là cả cái góc này, đúng không ạ? Cái góc phía này nó có những cái mỏ khí ga rất lớn. Nhìn chung ở cái khu vực lân cận này là một cái khu nó có cái trữ lượng đáng kể liên quan đến tài nguyên về dầu mỏ cũng như là khí ga. Bộ trưởng uh, Ngoại giao Mỹ, ông Anthony Blinken thì ông đã ra một cái yêu cầu đối với lại Thủ tướng của nhà nước Qatar. À, uh, yêu cầu rằng là nước này tiến hành các biện pháp với lại cái tờ báo Al Jazeera, một trong những kênh truyền hình, một hãng thông tấn, nhìn chung là một công ty truyền thông lớn nhất và có ảnh hưởng lớn nhất ở khu vực Trung Đông, thậm chí ở các thế giới phương Tây nữa. À, về việc là nước này lên kiểm soát và làm dịu giọng cái kênh truyền hình này, bởi vì kênh truyền hình này đã có những cái à, luận điệu có thể nói rất là cứng rắn đối với lại Israel. Sau khi mà kênh truyền hình này bị cấm cửa hoạt động Israel trong những ngày đầu cái chiến dịch đánh bom của Israel ở giải Gaza. Theo lời của bộ trưởng ngoại giao Mỹ thì kênh truyền hình Jazeera này có thể nói rằng là đã uh, gây ra một cái ảnh hưởng quá lớn và nó kéo theo một cái phong trào mà gây ra một cái phong trào bài Israel ở toàn khu vực với lại một cái luận điệu uh, mà chống Israel. Hay nói đúng hơn thì chúng ta nói thật là gì? Là phía Mỹ không thích kênh truyền hình Al Jazeera này nói thật quá, đúng không ạ? Bởi vì là những cái gì họ nói thật ở đây liên quan đến cuộc chiến ở Trung Đông thì đều bị phía Mỹ và phía Israel họ bưng bít, cho nên là kênh truyền hình này đã bị đóng cửa luôn ở Israel là vì thế. Còn bây giờ với cái ảnh hưởng của nó không chỉ ở thế giới Ả Rập mà trên toàn thế giới thì chính kênh truyền hình này đã khiến cho thế giới biết rất nhiều thông tin xung quanh cuộc chiến ở Trung Đông và bây giờ chính người Mỹ đã phải ra tay. Chúng ta thấy buồn cười không ạ? Một trong những hãng truyền hình của nhà nước Qatar thôi, nhưng mà cuối cùng thì tự nhiên một nước Mỹ không liên quan, nước Mỹ bảo rằng nước Mỹ không liên quan gì, nhưng mà cuối cùng thì nước Mỹ lại ra mặt để nói rằng là cái kênh truyền hình này phải bớt mồm bớt miệng lại. Sau đó thì bộ trưởng ngoại giao của Qatar cũng không uh, trả lời hay là không uh, bình luận gì về yêu cầu của ông Anthony Blinken. Tất nhiên là Maria Zaragova, đúng không ạ? Một người mà gần như là có một cái thiết bị theo dõi những phát biểu của các quan chức chính phủ Mỹ, Mỹ 24 trên 24 đã chia sẻ ý kiến của mình liên quan tới cái lời đề nghị khiếm nhã của ông Antony Blinken với lại chính phủ của Qatar liên quan đến kênh truyền hình Al Jazeera. Bà nói rằng là trong trường hợp mà ông Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ muốn cái thủ tướng của Qatar để mà gây ảnh hưởng để làm cho kênh truyền hình kia uh, điều chỉnh lại giọng nói với lại cuộc xung đột An Israel Palestine gây ra những cái sự gọi là bài xích với lại Israel trong khu vực thì uh, tôi có thể băn khoăn rằng liệu ông Blinken có thể đề nghị tổng thống của mình để mà yêu cầu đài CNN họ bớt mồm bớt miệng này một chút và vặn volume lại một chút cũng như điều chỉnh ngữ điệu lại à, một chút liên quan tới những gì đang diễn ra ở Ukraine hay không. Thực tới thì chúng ta biết rằng là à, nếu như mà người ta không biết rằng Iran có đứng đằng sau Hamas hay không, nhưng chúng người ta biết thừa một điều rằng là đứng đằng sau Hamas chắc chắn là có Qatar có nghĩa là quan điểm của cái nước bé tí và rất giàu nhờ có nhiều dầu mỏ này là họ đã chống israel từ ngày xưa rồi đúng không ạ à, cho nên là kể cả là thủ tướng cũng như là giới ngoại giao họ đã từng có những bài phát biểu để lên án cũng như kêu gọi thế giới là không cho phép israel tiếp tục có những cái quyền tự do để tiến hành những cuộc thảm sát đối với người palestine ở giải gaza như vậy thì đương nhiên là họ sẽ không bao giờ nghe lời Mỹ để mà làm dịu rộng cái kênh truyền hình vốn là đang thực hiện cái chính sách uh, để truyền ra thông điệp của chính phủ họ như thế. Vâng và một lần nữa quý vị cũng có thể xem ngày xưa nếu như mà Mỹ nói như thế mà mấy ông truyền thông trong khu vực mà không nghe đúng ạ là ăn đòn ngay nhưng mà rõ ràng bây giờ thì chưa nói hết câu thì có khi là ăn chửi mà nếu không chửi thì bị phớt lờ đúng không ạ Bây giờ Mỹ nói thì Ấn Độ vẫn nghe, truyền thông Ấn Độ vẫn nghe, nhưng mà Trung Đông bây giờ họ lại không nghe nữa rồi, thế mới lạ. Trên mạng thì uh, hay có những cái lời nói rằng uh, tranh cãi với nhau rằng là không có mấy người ủng hộ Palestine. Vâng thì chúng tôi chỉ cần đến một cái nước ở gần đó là Iraq thôi để xem mấy người uh, ai có thể đếm được, xem là họ có mấy chỉ riêng ở Iraq thôi đúng không ạ và ở trong một cái thành phố nào đó có lẽ là Baghdad vâng lần này ý tôi muốn nói rằng thực sự là Palestine lần này đã không gặp may đúng không ạ chúng ta thấy chưa bao giờ từ chợ khi mà cuộc xung đột này nó bùng nổ thì lúc bấy giờ chúng tôi cũng đã từng nói với quý vị là có lẽ là lần này mục tiêu hàng đầu của Hamas đó là họ sẽ họ sẽ làm gì nhỉ họ sẽ làm cho Israel mất mát đúng không ạ bây giờ Israel mất mát rất nhiều thứ chúng ta thấy là không chỉ là họ tổn thất thì đôi nhiên cái đó cũng không có cái gì để đáng nói đúng không ạ tất nhiên họ là bị Hamas tấn công gây tổn thất lớn thì là một cái hành động có thể nói về mặt danh dự về mặt tổn thất con người nó đều có nhưng mà cái đấy là cái chuyện đương nhiên bởi vì đó chính là một cuộc tấn công. Thế nhưng các vấn đề lớn khác thì chúng ta thấy là lần này đặc biệt là vấn đề Israel đã cùng với phương Tây để mà ra một cái chiến dịch thông tin nhằm bôi nhọ Hamas. Đúng ạ, để đánh đồng Hamas với khủng bố, đánh đồng với lại IS, đánh đồng với Putin. Đúng không, quý vị? Nhưng mà cuối cùng thì đến bây giờ họ không làm điều đó. Đấy là một cái thất bại cực kỳ là đau đớn Bởi vì trước khi muốn tiêu diệt đối thủ Thì phải bôi nhọ được đối thủ Nhưng mà lần này chúng ta thấy là Truyền thông phương Tây đã không giúp được XN để có thể làm được cái việc đó Một cách thành công Cũng chưa bao giờ chưa bao giờ mà Israel lại cảm thấy phải trần chừ yếu đuối khi mà họ gọi là không đủ một cái sự tự tin để tiến công vào giải Gaza như thế. Một là về vấn đề liên quan đến nguồn lực, sức mạnh. Hai là họ phải nhìn cái ánh mắt của người đời. Đúng không ạ? Họ phải nhìn ánh mắt của thế giới phương Nam, của châu Âu và thậm chí là của đồng minh lớn nhất của họ là người Mỹ. Quân đội của Israel thì bây giờ có thể nói rằng là nó dẹo dã hơn hẳn so với ngày xưa. Bởi vì họ chỉ quen đánh bom thôi. Chứ còn không đánh nhau nữa. Đúng không ạ? Đấy, chúng tôi đã có rất nhiều những video về quân đội Israel cùng quý vị rồi. Nhưng mà những cảnh như này bây giờ nó không hiếm mũi giờ ơi, yeah. trông phèo phiếc ba chỉ ba chiếc ông thì trông như là con quăng quăng quý vị biết con quăng quăng là con gì không ạ cái con mà nó uh, gọi là nó sản sinh ra mấy cái loại mũi mà nó làm cho mình sốt xuất huyết ấy, đúng không ạ hay trốn ở trong mấy cái lu nước ấy, thì nó bơi nó giống như là cái ông em này Vâng, trước khi đi khỏi cái cuộc xung đột này, chúng ta nhớ lời của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhớ lời của ông uh, Tổng thư ký Liên hợp quốc Anthony uh, Guterres như quý vị nhé. Đây là hai cái phát ngôn rất quan trọng trong ngày có thể mà nó định hình cái chính cuộc chính sự ở khu vực Trung Đông đúng không ạ? Đặc biệt là cái lời nói của ông uh, Erdogan, ông nói rằng là uh, Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất về việc tạo ra một cái hệ thống bao gồm các nước bảo trợ an ninh cho Palestine và Ankara bày tỏ nguyện vọng sẽ trở thành một trong những nước bảo trợ cho Palestine, Đấy, đứng về phía Palestine. Như vậy là với tuyên bố của một người đứng đầu thế giới là tổng thư ký Liên hợp quốc và một trong những cái nhân vật quan trọng nhất ở trong khu vực cho thấy rằng là có thêm hai cái sức ép nặng như búa tạ đối với lại Israel, đúng không ạ? Và lần này gần như là Palestine có thêm một cái cơ hội tuyệt vời nữa để họ có thể trở thành một cái đất nước gọi là có danh chính ngôn phận, có tự tôn, tự trọng của dân tộc. Và nếu điều đó xảy ra thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái trung đông hòa bình đúng không ạ? Một điều có thể nói tưởng như không bao giờ có thể giải quyết được trong cái đời của chúng ta. Vâng, chúng ta đến với những thông tin liên quan tới nước Nga. Ở nước Nga hôm nay thì chúng tôi thấy một loạt những thông tin nó liên quan tới cái vấn đề này. À, thứ nhất là hội đồng liên bang nga đã chính thức phê duyệt cái đạo luật cho phép hủy bỏ những cái um, thỏa thuận liên quan tới việc cấm thử vũ khí hạt nhân và đấy là một trong những thông tin rất quan trọng liên quan đến vấn đề uh, vũ khí đúng không ạ thứ hai nữa là trong ngày thì nga cũng chính thức là bãi bỏ cái sắc lệnh mà trước đây đã ký với lại châu âu hội đồng châu âu rằng là mỗi khi có trường hợp chiến tranh huy động quân hay là tình trạng khẩn cấp của đất nước thì hai bên phải thông báo với nhau nhưng mà bây giờ nga đã ra sắc lệnh và đã chính thức đi vào thực thi cái sắc lệnh đó có nghĩa rằng nga có tổng động viên hay tiến hành chiến tranh hay là cái hoạt động gì đó khẩn cấp họ không cần thiết phải báo cáo với lại phía châu âu nữa tiếp theo uh, hoạt động thứ ba đó là ngày hôm nay thì Mỹ cũng gửi một cái yêu cầu cho phía Nga về việc là hai bên sẽ tiến hành đàm phán những cái vấn đề liên quan đến kiểm soát vũ khí. Không phải là vũ khí hạt nhân mà là kiểm soát vũ khí. Và phía Nga nói rằng là những cái đề xuất của Mỹ nó vẫn cũ dích, nó không thay đổi gì so với mọi lần. Và họ sẽ nghiên cứu để trả lời khi có khi mà thời gian cho phép hoặc là thời gian nó nó thích hợp. Thế thì cái câu chuyện chúng ta thấy là gì? Chúng ta thấy một điều là trong chỉ trong một ngày mà ở phía Nga đã có tới ba cái vấn đề liên quan tới vũ khí, đúng không ạ? Và tình trạng liên quan tới chiến tranh này nọ. Cho thấy rằng là phía Nga đang tích cực chuẩn bị cho những cái điều đáng quan trọng, đúng không ạ? Khá là quan trọng trong thời gian tới liên quan tới các cái vấn đề đó và còn lại thì liên quan tới yêu cầu của Mỹ về vấn đề là kiểm soát vũ khí thì chúng ta cũng biết là ngày 19 tháng 10 vừa rồi Iran đã hết cái lệnh hạn chế và cấm xuất nhập khẩu vũ khí, đặc biệt là tên lửa. Thì như vậy bây giờ sau đó đã diễn ra sự vụ ở Trung Đông và bây giờ thì người Iran và người Nga đã có thể trao đổi và mua bán vũ khí cho nhau. Đúng không quý vị? Chúng ta biết là ở Israel thì bằng cách nào đó họ đã có vũ khí hạt nhân và Iran bây giờ đang đứng trước một cái sức ép là mỹ và đồng minh có khả năng tấn công chúng ta biết rằng suốt những hàng chục năm vừa rồi thì phương tây eu israel và mỹ đã không tiếc cái gì để có thể vùi dập iran kể cả việc đảo chính cách mạng màu cách mạng xanh các loại đủ các loại thứ đúng không ạ và thậm chí là cả vấn đề về đe dọa vũ khí nữa và chỉ mới lại một cái khủng hoảng ở khu vực azerbaijan armenia thì Israel đã ngay lập tức là đã làm việc với Azerbaijan để mà làm cái gì đó có thể gây phương hại cho Iran. Và tất nhiên, nếu mà là nước Nga và Iran cũng như là Trung Quốc, chắc chắn họ cũng không thể bỏ qua cái vấn đề này, đúng không ạ? Và như vậy sau khi mà hết cấm vận vũ khí thì rõ ràng người Mỹ sẽ sợ rằng là người Nga sẽ cung cấp tên lửa cho Iran. Và người Nga cung cấp tên lửa cho Iran trong đó có tên lửa siêu thanh nữa thì có nghĩa rằng iran có thể đe dọa tới cái hạm đội hai mươi mấy cái tàu của mỹ ở trong khu vực quý vị công nhận không ạ và tất nhiên vì thế mà người mỹ chưa chắc đã dám động binh bởi vì chỉ cần một cái tàu bị bắn thôi bị cháy thôi chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cái hình ảnh vốn nó đang có lung lay ở mỹ rồi và tất nhiên chúng ta thấy cả những công nghệ về vũ khí tên lửa siêu thanh rồi biết đâu đấy cái mà iran đang cần mà họ cũng đang khao khát đấy là vũ khí hạt nhân đúng không, quý vị và tôi cũng không thấy một cái lý do gì nếu mà bỏ các yếu tố liên quan đến đạo đức hay là yếu tố ràng buộc về nguyên tắc thì về lợi ích địa chính trị không có một lý do gì người nga lại không giúp iran phát triển vũ khí hạt nhân nếu mà thuần tí mình nói về vấn đề địa chính trị nhé. Bởi vì rõ ràng bây giờ Iran là một trong đồng minh cực kỳ quan trọng của Nga. Bản thân họ cũng là thành viên của BRICS, của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Đúng ạ, mà lúc nào cũng để cho Israel o ép vấn đề hạt nhân. Thì như vậy thì người Nga không biết là họ có giúp Israel, uh, Iran sở hữu vũ khí hạt nhân hay không? Nhưng mà họ cũng có thể làm một hành động này, hành động kia liên quan tới việc là giúp Iran có một cái lợi thế, một cái đòn răn đe hạt nhân nào đó để mà Israel không dám manh động, Mỹ không dám manh động. Quý vị công nhận không ạ? Đấy là một cái chuyện đương nhiên thôi. Cho nên là đấy là một trong những hành động mà phía Mỹ đã tức tốc uh, tham vấn đúng không ạ? với phía Nga liên quan tới việc kiểm soát vũ khí nhưng mà lần này nga đã không như lần trước họ đã nói là không có chuyện đó đúng không ạ chúng tôi đang làm việc và chúng tôi đang liệp làm việc giống ông làm việc với người ta thôi ngày xưa thì tự nhiên ông mang vũ khí hạt nhân ông đặt ở châu âu thì bây giờ tôi cũng mang vũ khí hạt nhân tôi đặt ở belarus có sao đâu bây giờ ông giúp người israel có vũ khí hạt nhân ủng hộ thì bây giờ tôi cũng mang vũ khí hạt nhân tôi đặt ở iran một cái chuyện nó rất là sòng, sòng phẳng đúng không ạ bây giờ thì nó không như ngày xưa nữa và chỉ cần nói tới mỗi những cái vấn đề mang tính chất trả đũa về vấn đề ngoại giao như thế thôi thì chúng tôi chúng ta đã thấy một điểm rằng là nó rất là song phẳng nó rất là công bằng đúng ạ và nó để lại một cái bài học cho người mỹ là họ không nên đi quá những cái việc mà nó quá phận và nó quá tham lam quá tham lam là cái việc mà gọi là đem tất cả bom đạn để đến tận biên giới nước nga đúng ạ mở rộng nato đến cả những nước biên giới nước nga và xúi dục uh, các nước để chống nga thậm chí là còn lật đổ nga tức là làm một cái việc nó đi quá đúng không ạ còn ở trung đông thì người mỹ cũng làm đủ mọi thứ đấy trong đó có cả những cái việc là bây giờ cả cái trung đông thì đều ảnh hưởng của người mỹ nhưng mà chỉ còn lại cái nước iran là cái ảnh hưởng quan trọng đồng minh của nga nhưng mà cũng bị sức ép của người mỹ và kẻ thù của người iran chính là israel mà thực tế thì người israel hận người iran cũng là bởi vì một người khác Chứ bản thân hai cái dân tộc này nó có cái gì đâu để nó hận thù với nhau. Tuy nhiên vấn đề hạt nhân thì chúng ta cũng không bàn tới cái việc đó bởi vì rõ ràng thời của ông Putin, ông làm việc gì ông cũng tính toán. Nhưng mà các loại vũ khí uh, tên lửa siêu thanh để đối phó với lại tàu chiến thì tôi nghĩ là Nga không có cái hạn chế gì, đúng không ạ? những vũ khí chống hạm di uh, con của họ với lại vận tốc Mach bao nhiêu mười mấy đấy đúng không ạ chắc chắn là nếu mà bắn là tàu sân bay hoặc là các loại tàu của Mỹ là ăn đạn còn lại thì uh, một số quý vị hỏi rằng là uh, phương Tây có tấn công Iran hay không tức là EU hay mình nói chung là NATO và Israel có tấn công Iran hay không đúng không ạ nếu tấn công hạt nhân thì thôi chúng ta cũng bỏ qua cái kịch bản đấy nói chung là nó hơi quá nếu mà nói cái tầm của mình đúng không ạ nó gọi là võ đoán nhưng nếu mà là một cái sự tấn công mà mang tính chất là phi truyền thống thì chắc chắn đấy là một cuộc phiên lưu quân sự cực kỳ là nguy hiểm đối với phương tây bởi vì thực tế bây giờ họ không còn ở trong cái lúc vượng nữa đúng không ạ không thịnh nữa nó suy rồi tiến hành chiến tranh là một trong những cái mà nó lên tránh nhất trong cái thời kỳ mạt đúng không ạ đấy và bây giờ họ tấn công vào một cái nước có thể nói rằng là một cái nước khó tấn công nhất thế giới. Bởi vì ở đất nước này nó toàn đổi với núi thôi. Bộ binh không thể triển khai được. Cùng lắm là tấn công bằng máy bay. Mà máy bay ném bom thì Iran này họ lại rất mạnh về tên lửa phòng không. Tức là họ vừa có thể đáp trả, họ vừa có thể phòng không. Đúng ạ. Không? Như vậy là rất khó để tấn công. Còn cái vịnh Ba Tư thì chúng ta nhìn thấy rõ. Cửa vịnh vào thì nhỏ. Còn bên trong toàn là hậu phương của vịnh của Iran rõ ràng như vậy thì các cái đạo quân mà tấn công Iran từ ở hải quân vào chắc chắn gặp rất nhiều khó khăn sẽ trở thành mồi của các cái loại tên lửa của Iran cho nên câu chuyện Iran nó không như Iraq đúng không ạ không không dễ rất khó rất rất khó có thể nói là gấp thể, khó hơn Iraq hàng trăm lần và tất nhiên là Iran thì đang ở trong khối BRICS và đang trong cái tổ chức hợp tác tượng hải. Thì như vậy rõ ràng là Nga và Trung Quốc đương nhiên là sẽ ủng hộ Iran. Mà nếu Nga và Trung Quốc ủng hộ Iran theo kiểu như Ukraine rồi thì các nước kia đã tắt điện khẩn cấp, đúng không ạ? Chỉ có vấn đề hạt nhân thôi, chứ còn nếu mà là đánh nhau theo kiểu truyền thống thì phương Tây sẽ không dại dột. Còn nếu có họ đánh giới hạn, ví dụ như họ tấn công vào những khu vực nào đó tranh chấp, những khu vực nào đó ủy nhiệm, đúng không ạ, ủy nhiệm của Iran, ví dụ như là các cánh quân ở Syria, rồi là các cái tài sản của chính phủ Syria, rồi những cánh quân ở Iraq như là cái tổ chức gì đấy cũng là Hezbollah, chi nhánh Hezbollah Iraq, vân vân, đúng không ạ? Đấy, đấy là những thứ mà có thể xảy ra. Mang tính chất là hình ảnh là chính thôi, chứ còn rất khó để mà đây quý vị nhìn trên bản đồ này để mà phiên lưu vào trong một cái đất nước mà nó toàn đồi núi thế này phía trên thì nó có bờ biển là cái sân nhà của nga iran còn phía dưới một cái cửa vịnh vào như này. Rồi bên này cũng toàn là toàn là đồi núi thôi. Bên cạnh thì là Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan. Toàn là cái lãnh thổ thù địch của phía phương Tây. Đúng không ạ? Như vậy là không có cửa gì rồi. Ngày xưa thì còn có Ả Rập Xê Út nó ở bên bờ này. Nó giúp. Nhưng mà Ả Rập Xê Út bây giờ thì nó cũng trở thành là một cái trung lập. Mà thậm chí dần dần nó lại trở thành bạn. Đúng không ạ? Bởi cơ bản ngày xưa họ là anh em mà Nó hành bạn của Iran Như vậy thì còn cái gì để mà đánh nữa Đấy là chưa kể tiến hành cuộc chiến này ấy, Mà Iran nó cấm vận dầu mỏ Đúng không ạ Và thậm chí nó còn phong tỏa cả cửa biển dầu mỏ này Bởi vì nó đã chiến tranh rồi Thì nó cấm cái gì nữa Nó phong tỏa cái khu vực này là cái khu vực Mà nó dày đặc nhất của Cái cửa dầu để đi ra Trong đó có từ các ông cô ép Tới Ba Ranh Tới uh, Qatar các tiểu vương ả rập thống nhất rồi tới oman và tới ả rập xê út toàn những ông sống nhờ về dầu thôi và rất nhiều dầu thậm chí những ông bé tẹo cũng giàu có toàn vì là họ có rất nhiều dầu mà bây giờ nó chỉ cần phong tỏa cửa biển này phát thì giá dầu tăng lên 150 150 đô la một thùng mà không khéo 200 đô la một thùng thế thì ai chết những ông mà đem tàu sân bay đến là những ông chết đầu tiên đúng không ạ chắc chắn là như vậy và có khi là đem tàu đến sân bay đến đây rồi quay về không biết là trong nước nó còn nhận ra nước nữa hay không nhưng mà nếu mà các bên chỉ có phẫu thuật đánh bom rồi đánh tên lửa vân vân thôi thì nó chả vấn đề gì cả đúng không là ăn miếng trả miếng và tất nhiên là kéo dài một thời gian rồi cũng chán cũng phải tiến tới dừng xung đột song song với những gì diễn ra ở Israel cho nên quý vị hỏi là rất chuẩn tức là rất muốn đánh nhưng mà có dám đánh hay không là một câu chuyện hoàn toàn khác Iran nếu như họ đi họ đánh ở nơi khác thì có thể họ yếu nhưng mà nếu họ bảo vệ lãnh thổ của họ thì họ sẽ rất mạnh. Cứ ông nào có UAV, có tên lửa, đúng không ạ, lại có pháo nữa thì thôi, vào được nó khó lắm. Thực tế thì những thời gian vừa qua, kể cả người Mỹ lẫn người Israel cũng đe dọa Iran rất nhiều. Quý vị nhớ là cách đây một hai hôm Bộ trưởng Kinh tế Israel đã từng đe dọa là nếu mà Iran mà hỗ trợ Hezbollah tấn công Israel thì Iran sẽ bị xóa sổ khỏi mặt đất đúng không ạ? có nghĩa rằng họ đe dọa như thế nhưng mà tôi không nghĩ là Israel dám làm đúng không ạ? Rất khó bởi vì Israel chỉ cần làm một thế thôi thì cơ bản họ cũng sẽ bốc hơi khỏi mặt đất. Nếu họ không bốc hơi thì cái những cái gọi là cái cơn bão chính trị đúng không ạ? Nó cũng sẽ quét sạch cái đất nước của họ. Nói thế thôi quý vị ạ, thời buổi này sử dụng vũ khí hạt nhân nó nó không đơn giản đâu. Nhiều người chúng ta hay comment là cho một quả, hai quả, nhưng mà nó không đơn giản nhé. Nói thật là ra, là, ra là như thế. Thế giới bây giờ thì nếu nói như này này, là họ đang đánh nhau thôi, bằng vũ khí thông thường. Nhưng mà ông chỉ cần sử dụng một quả vũ khí hạt nhân ấy, thì không khéo là nó đang đánh nhau lại quay sang nó đánh ông ấy. đúng Đúng ạ, bởi vì cái việc đấy nó là cái việc mà nó vừa vạm về vấn đề là tội ác loài người nhưng mà nó còn ảnh hưởng tới cái việc là là ông sử dụng cái loại vũ khí đấy để ông tấn công nó thì người ta thì đến một ngày nào đó đúng không ạ nó sẽ quay sang để nó tấn công mình cho nên là nếu có cơ hội thì người ta sẽ quay sang người ta tấn công bằng vũ khí thông thường hoặc người ta không tấn công được bằng vũ khí thông thường người ta sẽ tấn công vũ khí chính trị kinh tế đúng không ạ và đặc biệt là các nước sẽ không dám để giao du làm ăn vân vân nữa và israel như thế thì họ cũng sẽ tồn tại được đâu trong cuộc chiến của trung đông này thì chúng ta thấy một điểm nữa mà putin đã lợi dụng được đó là cứ cuộc chiến này chưa diễn ra nhưng mà nó cứ kéo dài như này thì mỗi ngày chúng ta thấy là phương tây lại rơi cái bộ mặt của họ xuống đúng không ạ rơi cái mặt nạ trên cái bộ mặt của họ xuống mỗi ngày rồi quý vị sẽ thấy những hành động của nga ở ukraine ấy, dần dần nó sẽ bị làm bớt trầm trọng đi nó bớt căng thẳng đi đúng không ạ và thậm chí nó bớt cái nổi bật đi Đấy. ngày xưa thì tất cả những gì nga làm là đều bị thổi phồng và bị uh, gọi là phân biệt đối xử nhưng mà bây giờ những cái việc diễn ra của Israel họ làm dẫn tới việc là là không ai để ý tới những việc Nga làm như thế nữa. Đúng không ạ? Quan trọng nhất là Putin rất kiên nhẫn và cái đó luôn luôn là gọi là ông ấy gặt hái được cái thành quả từ cái sự kiên nhẫn của mình. Cũng thông tin liên quan đến nước Nga, thì một trong dấu hiệu mà chúng ta thấy cái nền kinh tế của Nga họ đã chống trả được uh, rất thành công trước những đòn tấn công uh, cấm vận gây sốc của phương Tây và sau khi cuộc chiến Ukraine diễn ra một năm rưỡi thì bây giờ nền kinh tế Nga đã có những cái dấu hiệu nó bình ổn và nó đi rơi vào một cái quỹ đạo tăng trưởng trở lại bền vững, đúng không ạ? Với cái khả năng tăng trưởng tới 3% trong năm 2023 trong khi đang đối đầu với cuộc chiến tổng lực về kinh tế lẫn quân sự đối với phương Tây và như vậy thì um, rất nhiều người nga cái giới trẻ quý vị những cái giới mà thường có cái xu hướng thân phương Tây có nghĩa là uh, dành tiếng Anh rồi là tiếp cận với lại những nguồn thông tin từ tiếng Anh vân vân thì um, rất hay dao động khi có cuộc chiến rồi có những thông tin đọc từ BBC, VOA thì họ nhanh chóng họ rời khỏi đất nước, đúng không ạ? Họ rời khỏi đất nước xong thì bây giờ rất nhiều người Nga rời khỏi đất nước thì đang mong muốn quay trở lại đất nước. Một là thấy nền kinh tế trong nước nó ổn định trở lại. Thứ hai là họ nói rằng ở thế giới phương Tây bây giờ tìm công ăn việc làm nó không dễ như là trước đây nữa. Nó không giống như trong tưởng tượng mà bây giờ những cái công ăn việc làm ở, ở làm ở trong nước thì nó lại đầy rẫy và được trả lương rất cao, cho nên là cái làn sóng của người ra đi bây giờ đang cố tìm đường trở lại. À, chính quyền nga bây giờ còn đang kêu đấy, đang bảo là bây giờ những cái thằng mà nó đã trong cơn nguy khốn của đất nước, nó tìm cách nó rời đất nước, khiến cho đồng giúp của chúng ta mất giá. Rồi là gây ra sự hoảng loạn trong dân chúng Thì bây giờ những đứa đến về là phải phạt thật nặng Và thậm chí là có những đứa là phải cấm cửa không cho nó về nữa Và đặc, đặc biệt là phải răn đe Kể từ nay là những đứa nào mà bỏ đất nước đi trong lúc như vậy Thì coi như là tước quyền công dân Nga luôn Nhiều người được uh, phóng viên hỏi nói rằng là cơ hội nghề nghiệp ở nước ngoài Có vẻ như không được tốt như là trước đây cũng như là theo như họ quảng cáo, đời sống cũng gặp nhiều khó khăn. Còn người khác thì nói rằng là đúng là ở trong nước khi trở về thì cuộc sống vẫn như thế, người ta vẫn làm, người ta vẫn ăn một cách bình thường. Có nghĩa là không có chúng tôi thì xã hội và thế giới nó vẫn quay, đúng không ạ? Hôm nay thì uh, sau khi Bộ trưởng Ngoại giao của nước Cộng hòa Séc, ông Jan Lipatsky có một số những cái tuyên bố về bán đảo Crimea. Trong đó thì ông nói rằng là EU nên tập trung tất cả những nguồn lực để mà giúp Ukraine lấy lại bán đảo Crimea như là một trong những cái mục tiêu hàng đầu trong cái thời gian sắp tới. Thì uh, Dmitry Medvedev, một trong những người có thể nói rằng là không bao giờ có thể chấp nhận im lặng mỗi khi ai đó đề cập tới bán đảo Crimea ông chia sẻ như sau đây là những lời uh, của một cái người bộ trưởng ngoại giao được coi là bộ trưởng ngoại giao nghĩ trong đầu và hắn ta đã nói tại một cái cuộc họp diễn ra uh, của những kẻ theo cái chủ nghĩa ma quỷ bandera đang diễn ra trong cộng đồng của anh ta đúng là một sự dũng cảm thật nhưng mà rõ ràng là một sự dũng cảm của những kẻ không có não Vâng, nếu như mà các người cảm thấy muốn nói chuyện công lý theo phong cách của phát xít Đức, đúng không ạ? Phong cách của phát xít. Vậy thì chúng ta hãy đi tới một cái kết luận và quyết định ở tại nơi này. Đó là ở tiếp khắc, các người hãy trả lại những vùng Sudete cho người Đức và thiết lập lại cái quyền kiểm soát của người Đức đối với vùng Sudetland. Có nghĩa là cái tỉnh Sudete của Tiệp Khắc. Vốn trước đây thì nó của người Đức. Nhưng mà sau chiến tranh thế giới thứ hai thì nó của người Tiệp. Đại nó nôm na nó là như vậy. Và quan chức uh, EU quý vị ạ. Một cái đất nước như Séc đúng không ạ? Không biết là cái ông bộ trưởng ngoại giao này ông còn có biết rằng là Crimea nó nằm ở đâu hay không? Đúng không ạ? Không biết. Chắc chắn là không biết thì mới nói như vậy. Chứ còn người Mỹ người ta cũng biết rồi và dạo gần đây kể cả Ben Hodge, đúng không ạ, cũng không dám nghĩ tới chuyện lấy lại Crimea nữa rồi, cũng im re rồi. EU bây giờ còn không có đủ đạn để bảo vệ mình thì làm gì để có thể giúp Ukraine lấy lại được Crimea nữa? Hay là chắc là đọc nhiều cái báo của Ukraine quá khi mà nói rằng là bây giờ đang tiến hành cái chiến dịch Kherson, đúng không ạ, và đang hướng tới Crimea. Đến ngày hôm nay thì báo Ukraine vẫn ra những cái tiêu đề kiểu như này quý vị ạ. Có nghĩa rằng là chúng ta đang tấn công vào cái hướng Tomask đấy. Có nghĩa là còn cách rất xa Tomask với Melitopol đúng không ạ? Nhưng mà tấn công vào hướng thì người ta nghĩ rằng là các ông đang ở ngoài cửa làng mất rồi. Đấy, nhưng câu chuyện thì nó còn vài chục km nữa. Thế xong rồi nói rằng là chúng tôi đang thẳng hướng Crimea, xe tăng chúng tôi đang chĩa thẳng hướng Crimea thì có khi là ông em bộ trưởng ngoại giao lại đọc được cái từ mà chĩa thẳng hướng ấy đúng không ạ? Thì nghĩ rằng là ở biên giới rồi cho nên là cố giúp một tí nữa chúng ta sẽ phá sản để mà giúp Ukraine chiếm được Crimea bởi vì họ đã sắp tới cái đích rồi. Vâng và lần này thì Joseph Borrell cũng có ý kiến của riêng mình. Lâu lắm rồi ông cũng không phát biểu. Bởi vì mỗi lần phát biểu thì ông lại hay bị người ta gọi là chửi đúng không ạ? Lần trước khi Joseph Borrell nói về chính sách ngoại giao của EU cũng như là à, việc thắng thua trên chiến trường. Thì Joseph Borrell tự tin 100% rằng là Putin sẽ bị đánh bại, nước Nga sẽ bị đánh bại. Đúng ạ, và chúng ta sẽ làm mọi thứ để cho Nga không thể thắng được ở Ukraine. Còn ngày hôm nay, với tuyên bố mới của người đứng đầu cơ quan ngoại giao Liên minh châu Âu, ông nói rằng là chúng ta không cho phép Putin thành lập một nhà nước bù nhìn ở Kiev để mà quân đội của Nga có thể tiến tới sát biên giới của Ba Lan. Vâng, đang đánh nhau cơ mà, đúng không ạ? Đang đánh nhau y đùng ở trên chiến trường còn cách xa Kiev hàng nghìn km. Mà bây giờ đã thế nào đã mồm quạ đen nói rằng là Nga đã chuẩn bị thiết lập một cái nhà nước bù nhìn ở Kiev. Có nghĩa là ông này thừa nhận rằng là Kiev sẽ thua cuộc à? Mà thua đến mức độ là thua tận biên giới phía Tây sao? Mà giáp với lại Ba Lan. Putin đâu có dạy như thế, đúng không ạ? Thiết lập một nhà nước bù nhìn như vậy thì có nghĩa rằng là cái nhà nước đấy nó phải è e lưng ra nó trả nợ cho Mỹ mới lại EU không biết đến đời nào nó mới ngóc đầu lên được. Cho nên chưa chắc, đúng không ạ? Tôi không nghĩ rằng Putin lại thích cái kịch bản của Joseph Borrell. Và thứ hai nữa, khi mà Joseph Borrell nói rằng là chúng ta không cho phép Putin đóng quân ở gần biên giới NATO, khi mà họ có cái chính phủ bù nhìn, đúng không ạ? Bằng việc là tiến sát biên giới của Ba Lan. Thế thì bây giờ không hiểu rằng là các ông đi các ông tuyển uh, Estonia, rồi Latvia, rồi thậm chí cả Ukraine, rồi Phần Lan, rồi đóng quân ở đó là sát biên giới Nga thì được phép. Nhưng mà bây giờ phía Nga mà họ đóng quân gần biên giới Ba Lan thì lại không được phép. Thế thì là như nào? Hay là các ông EU bây giờ cũng nhiễm kiểu của Mỹ rồi, đúng không ạ? Có nghĩa là bây giờ nếu chúng ta để cho Hamas thắng, chúng ta để cho Putin thắng thì nó sẽ mở ra hộp Pandora box. Kể từ đây là chúng ta sẽ có liên tục những cuộc đi săn và chúng ta không thể để thế giới trở thành những nơi của những kẻ săn bắn. Vốn trước đây là chỉ có người Mỹ chúng tôi được săn bắn thôi, đúng không ạ? Và bây giờ thì lại có rất nhiều người săn bắn. Và bây giờ ông EU lại nhiễm luôn cả cái bệnh là là NATO thì được phép triển khai tới biên giới Nga còn Nga thì không được phép triển khai quân tới biên giới NATO. Joseph Borrell tin rằng Nga sẽ cho phép, Nga sẽ đưa quân của mình vào lãnh thổ Ukraine vốn là một chính phủ bù nhìn để mà đưa sát ra biên giới của NATO. Putin sẽ chỉ định các thị trường ở các thành phố lớn để mà nắm quyền ở Ukraine và ở thủ đô sẽ không có chính phủ nào hết. Cả chính phủ của Ukraine sẽ hoạt động ở Moscow, bởi vì toàn bộ lãnh thổ của Ukraine sẽ trở thành lãnh thổ của Nga. Công nhận là dạo này uh, Ukraine bị trà đạp thật quý vị ạ. Quý vị công nhận đúng không ạ? Hôm trước thì uh, nữ nữ bộ trưởng uh, quốc phòng của Hà Lan nói rằng là cuộc chiến ở Ukraine là một cách rẻ nhất để, để chúng ta đánh người Nga và thông điệp thì giống như Lindsey Graham thôi nhưng mà Lindsey Graham thì nó đến từ Mỹ đúng không ạ còn bây giờ mấy bà bộ trưởng Châu Âu là cũng ti toe hình ảnh thì ngày nào cũng nhìn hình ảnh về nghĩa trang ở Ukraine nó gọi là mở rộng ngút tầm mắt và vừa cầm hình ảnh nghĩa trang và vừa nói rằng là đây là một cách rẻ nhất nhưng mà thôi Hà Lan thì ít nhất là còn có tí tiền và có tí quyền nhưng mà cuối cùng là lại còn để cả mấy cái ông Estonia nữa đúng không ạ mấy cái ông mà không bằng một tỉnh của Ukraine cũng nói rằng là đấy cũng là một cái cách mà thông minh, một cách rẻ bèo nhất để mà chiến đấu chống lại người nga và bây giờ đánh nhau thì chưa ngã ngũ và thậm chí là theo Ukraine là Ukraine còn đang thắng. Thế mà Joseph Borrell thì đã ngăn bàn tính cái chuyện là người nga đã thắng rồi và đang tìm cách lập kế hoạch ơ, lập cái chính phủ bù nhìn ở Kiev rồi. Và như vậy thì còn đánh nhau cái gì nữa. Tôi nghĩ là với cái chính sách của đồng minh của mình như thế này ấy, thì đến một thời điểm mà ông Zelensky, ông ấy sẽ bức xúc đấy. Ông ấy sẽ quay lưng, ông ấy gọi điện cho Putin. Đấy, đúng ạ. Em sai rồi, anh tin ơi. Đúng ạ. Cuối cùng chúng nó chỉ lợi dụng em thôi. Hãy để em về thăm mẹ. Đấy. Vâng, bộ trưởng uh, bộ gì đây? Thứ trưởng Bộ Kinh tế Ukraine. Oleski Sobolev hôm nay tự tin cho rằng là EU đã sẵn sàng để phân bổ một nửa cái kế hoạch mà tổ chức này đã hứa để cung cấp cho Ukraine trong vòng năm sau, năm 2024, với số lượng tiền lên tới 9 tỷ euro. Vốn trước đây thì được cam kết là 18 tỷ, Tổng số tiền mà Liên minh châu Âu hứa cam kết cho Ukraine kéo dài trong 4 năm là 50 tỷ euro. Trong đó 40 tỷ chiếm tới 4 phần 5 của tổng số tiền này sẽ được dùng để mà chi trả cái sự thâm hụt ngân sách của quốc gia. Tuy nhiên sau khi ông chia sẻ những tin vui thì ông nói rằng là các cuộc thảo luận vẫn đang được tiến hành. Và quyết định cuối cùng sẽ đến từ phía EU vào cuối tháng 12 năm nay. Vâng và đến đây thì rất nhiều người sẽ tự hỏi đúng không ạ? Là một đất nước mà toàn đi xin tiền để chi tiêu thôi thì không hiểu là cần một cái bộ kinh tế để làm gì hả quý vị? Đúng không quý vị? Chả thấy làm ăn gì cả, toàn thấy đi tính tiền để xin trợ cấp thôi. Thế thì không hiểu là cái ông bộ kinh tế này ông ấy sinh ra để để mà phục vụ cái vấn đề phát triển kinh tế của đất nước như thế nào. Cũng lạ thật một cái đất nước nó rất là sốc độc lạ. Còn trong lúc đó thì chúng ta thấy rằng là những người hàng xóm tốt bụng và những người anh em gọi là trí cốt cùng cái gì? Đồng cam cộng khổ, đúng không ạ? Sống chết gọi là đến đầu bạc răng long, đúng không ạ? Thì bây giờ sống chết mặc bay, nhưng mà đất mày thì thầy đút túi, đấy. Truyền thông của Ba Lan thì vẫn tiếp tục tung ra những cái thông tin uh, liên quan tới việc là uh, các nước sẽ tìm cách để mà chia sẻ cái uh, gọi cái lãnh thổ của Ukraine như thế nào. Trong đó những cái tiếng nói mà có thể nói là thu hút được nhiều dư luận nhất là kịch bản Ukraine sẽ được chia thành hai phần, trong đó một phần sẽ thuộc về Ba Lan, Hungary, Rumani còn nga sẽ chiếm phần còn lại liên quan đến lịch sử của đất nước nga ngày xưa vậy là cái bài hát tình anh em có chắc bền lâu của ca sĩ nào đó việt nam hát nó đã có cơ hội trở thành sự thực vâng chúng tôi uh, xin uh, giao lưu với lại vài câu hỏi của quý vị khán giả liệu nga và trung quốc có thành lập liên minh quân sự hay không Hiện nay thì uh, chúng ta thấy là bản thân về nhu cầu thì tất nhiên là có, đúng không ạ? Ta thấy rất rõ và nếu như hai nước này mà thành lập liên minh quân sự thì uh, cái sức mạnh quân sự của họ có thể nói rằng là nó hoàn toàn có khả năng đối trọng với lại NATO. Tuy nhiên thì uh, nếu hai nước này thành lập liên minh quân sự nó không giải quyết được nhiều vấn đề. Mà như tôi nói quý vị ấy, là liên minh quân sự của Nga với Trung Quốc làm sao phải đảm bảo được những cái lợi ích chính trị ảnh hưởng địa chính trị của họ ở trên toàn thế giới Và mục đích là họ sẽ phải chiếm ở những cái vị trí mà những thành viên đấy nó quan trọng đối với lại cái ảnh hưởng địa chính trị đúng không ạ trước hết chúng ta thấy ở trong cái bàn cờ địa chính trị về phía nga và trung thì họ có những quan điểm quan trọng nào thứ nhất đó là iran chúng tôi nói theo cái um, cái thứ tự ưu tiên mà cái cách cảm nhận của tình người đấy nhá. Iran chắc chắn là số 1. Đúng không ạ? Và cũng có thể Triều Tiên cũng là một cái số 1 hoặc số 2. Nhưng cơ bản chúng ta có thể thấy cái địa chính trị của Iran nó nhạy cảm và nó nguy hiểm hơn so với Triều Tiên. Cho nên là để mà đảm bảo được cái sức ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc ở Trung Đông thì họ phải gọi là có một cái đồng minh ở trong cái tổ chức của mình ở Trung Đông bởi vì phải có một cái liên minh như vậy thì phương tây mới không dám tấn công vào iran chứ còn nếu không có liên minh thì người ta sẽ tấn công đúng không ạ hoặc là người ta sẽ gây hấn đủ mọi cái kể cả như không tấn công mà họ chỉ có dàn tàu bè để tấn công từ xa chắc chắn rằng iran cũng không có tìm cách nào để có thể đáp trả được quý vị công nhận không ạ à, chúng ta thấy rất rõ nhé chỉ có xâm lược thì lúc bấy giờ mới là chuyện đáng nói thôi. Còn nếu như mà tàu cứ ở địa Trung Hải, cứ ở biển Hồng Hải, cứ ở cái khu vực Nam Thái uh, Ấn Độ Dương mà bắn thì tất nhiên là Iran sẽ tổn thất mà không làm gì được. Nhưng mà chỉ cần một cái tàu ngầm của Nga hay của Trung Quốc điều đến đây thôi thì tất cả những cái tàu này sẽ phải chạy ra kèn hết. Đúng không ạ? Đấy câu chuyện đấy nó sẽ rất là chúng ta nhìn thấy nó rất dễ. Hoặc là tàu chiến của Nga ở các khu vực này, ở biển Caspia Thế thì câu chuyện rằng là Nga và Trung Quốc sẽ phải thiết lập một cái liên quân sự ít nhất là có Iran. Và gần đây chúng ta thấy ngày hôm kia thì hôm kìa Bộ trưởng Ngoại giao Nga đùng đùng sang phía Triều Tiên. Tôi nghĩ rằng là chốt đơn, đúng không ạ? Chốt đơn Bộ trưởng Ngoại giao thì không phải liên quan tới vũ khí hay là các cái hợp tác mà nó cụ thể tấm món rồi số siếc vân vân mà có khả năng lúc bấy giờ khi mà cuộc chiến Trung Đông bùng nổ thì Nga và Trung Quốc đã tham vấn rất nhiều kể cả cái việc mà ông Putin sang tận Trung Quốc cũng liên quan tới một cái hiệp ước liên minh nào đó ngầm trong đó chúng ta thấy sự hoạt động của họ liên quan tới Iran rất nhiều trong thời gian gần đây đúng ạ, và có Triều Tiên nữa như vậy thì nhìn ra chúng ta sẽ thấy có hiện nay có một liên minh phòng thủ hờ, không phải hờ mà bí mật hoặc là chưa được công khai đó là ít nhất sẽ có bốn nước mà phương Tây hay gọi liên minh ma quỷ đấy, đúng không ạ? Tôi thì tôi gọi là liên minh ma đúng không ạ? Bởi vì ma thì nó chỉ có dọa thôi chứ nó không hại người. Còn liên minh mà quỷ ấy, thì là phương Tây. Bởi vì nó không dọa nhưng mà nó lại hại người, cho nên chúng ta gọi là liên minh là liên minh ma, liên minh kia là liên minh dọa, ờ, uh, liên minh quỷ. Và như vậy chúng ta sẽ có bốn nước này uh, trong một cái liên minh uh, tạm thời, nó gọi là liên minh ẩn bởi vì kể cả Triều Tiên nữa chúng ta cũng thấy là ở Iran là một cái nơi để mà gọi là kiểm soát của nga trung ở khu vực Trung Đông thì ở khu vực mà Đông Á chắc chắn là nga trung cũng không muốn đối đầu trực tiếp với lại Triều Tiên Hàn Quốc và họ cũng cần một cái nước đúng không ạ một cái nước đồng minh nó cũng giống như là Iran đại diện cái quyền lợi của họ trong cái việc có thể chống đối với lại răn đe Triều Tiên với lại uh, Nhật Bản với Hàn Quốc Đấy, cái đấy là cái mà chúng ta thấy rất rõ, thuần túy là địa chính trị thôi, đúng không ạ? Chúng ta không tính vào yếu tố gọi là đạo đức hay lẽ thường hay là cái gì đó. Thế còn lại thì tất nhiên là chúng ta có cả Siri nữa, CD cũng mới gặp uh, tạm Cận Bình đúng không ạ? Rồi tất nhiên chúng ta cũng có những cái nước bán đảo uh, Ả Rập nữa là những cái nước mà mới vào BRICS rồi có ai cập đúng không ạ? Rồi có Algeria vân vân, những cái nước ở khu vực phía Bắc Phi, Ethiopia, những cái nước mà đã dập dòm vào trong break đấy thì họ sẽ thành lập một cái liên minh. Nhưng mà trước mắt thì tôi thấy là những nước nó chia sẻ những cái gọi là cái tầm nhìn và có một cái sự thân thiết về vấn đề an ninh thì nó có bốn nước này. Tất nhiên có CD nhưng mà CD nó đang có cái sự nhạy cảm với lại Israel đúng không ạ? Và phía Mỹ cho nên là nó cũng rất khó để nó vào ngay cái liên minh, nhưng mà nó cũng sẽ dạng ở một cái dạng nào đó, đúng không ạ, để mà bảo vệ bằng cái giá này giá kia. Và dần dần rồi si nó cũng sẽ trở thành một cái thành viên của liên minh đấy, bởi vì cái cái tầm quan trọng của cái đất nước của họ và cái vị trí địa lý của họ, đúng không ạ? Và những nước như Venezuela chẳng hạn, đúng không ạ, rất giàu có về tài nguyên thiên nhiên và có tư tưởng thân với lại Trung và thân với Nga, cũng rất có khả năng trở thành một cái liên minh như vậy và rất sát với lại nách của Mỹ. Cho nên liên minh Nga Trung là một điều đương nhiên nhưng mà nó không giải quyết cái vấn đề gì nhiều bởi vì cũng không ai dám để mà tấn công vào Nga mới lại Trung. Nhưng mà cái quan trọng của họ là họ phải có những cái đất nước ở những vị trí then chốt để mà những nước quyền lợi của phương Tây nó không dám động đến những cái nước như vậy đúng không ạ? Và chúng ta nhìn ngay thấy trên đó chúng ta thấy Iran và thấy Triều Tiên ngay. Và tất nhiên họ cũng thèm những nước như Việt Nam, nhưng mà rõ ràng chúng ta cũng sẽ không bao giờ vào những liên minh quân sự. Trừ khi mà thế giới nó loạn lạc hơn, đúng không ạ? Người ta hay nói về vấn đề suy giảm cái chất lượng sống ở Mỹ trong thời điểm hiện nay và những năm sắp tới. Theo như kênh thì có cách nào để tránh nước Mỹ tránh khỏi một cái sự suy thoái về mức sống, tiêu chuẩn sống trong 10 năm tới? chắc chắn là có suy giảm quý vị nhé cái đấy là chúng ta phải khẳng định luôn bởi vì như này này mình cứ nhìn thấy một cái vấn đề thôi có nghĩa rằng là cứ một cái đất nước nào mà tập trung và phát triển đất nước thì có thể ngay lúc đấy ngay lúc cái thời điểm đấy họ phải hy sinh rất nhiều họ phải chi rất nhiều đúng không ạ như chúng ta chẳng hạn như việt nam như trung quốc chẳng hạn như singapore chẳng hạn họ phải chi rất nhiều để mà phát triển cơ sở hạ tầng đúng không ạ phát triển nền tảng kinh tế dân sinh vân vân kể cả nga cũng vậy thôi và thành quả nó sẽ đến nhanh thì nó 3 năm đúng không ạ chung thì nó 5 năm và dài thì nó 10 năm chứ không bao giờ nó đến ngay cả và đấy là lý do là gì rất nhiều nước khi có quyền lực rồi người ta không muốn đi theo con đường chính đạo người ta chọn đường tắt đúng không ạ thay vì là họ muốn làm như thế để họ giàu dần lên thì họ đầu, đầu tư vào việc in tiền mua nợ bán nợ lưng nãi suất giảm lãi suất và các cái thủ thuật thao tốc tống túng khác gây chiến tranh để làm giàu. Đúng không, quý vị? Và cái câu chuyện như thế thì tất cả những nước mà đã đóng cửa để mà tập luyện cơ bắp thì đến một ngày nó mở toang cánh cửa ra là sáu múi sau miếc nó cuồn cuộn. Quý vị cũng nhận không ạ? Thế còn một cái đất nước mà chuyên lạm dụng theo hình thức như thế thì chắc chắn một điều rằng là chỉ cái giới lạm dụng đấy, lạm quyền đấy, thì nó có tiền thôi. Còn cơ bản là dân chúng đúng không ạ? Chúng ta thấy rất rõ những người làm chính công tác phân tích chính trị người ta nói. Nạn nhân chính của cái kiểu mà thế giới tập đoàn trị của Mỹ ấy, nó không phải là nạn nhân gián tiếp trực tiếp nó không phải là người dân thế giới đâu, mà trực tiếp nó chính là người dân Mỹ. Và họ cứ giàu lên bao nhiêu thì cái người dân Mỹ sẽ khổ và nghèo đi bấy nhiêu. Đúng không ạ? Tức là giảm mức sống Quý vị kể cả ở Mỹ bây giờ tôi tin chắc quý vị rằng là kể cả quý vị có có chống đối với tư tưởng của uh, phía bán cầu phương Nam thì quý vị cũng nhìn thấy cái mức sống đúng không ạ ở Mỹ nó giảm như nào trong thời gian vừa qua. Bây giờ mình cứ nhìn thấy nhá là cái lãi suất để nó mua xe, mua nhà đúng không ạ là hai thứ nó rất là cần thiết trong cuộc sống là nó tăng, nó tăng tới mức độ kỷ lục thì cho thấy một điều rằng là khả năng mua nhà mua xe của người dân Mỹ nó không còn tốt như trước nữa. trong khi đấy thu nhập thì không tăng, đúng ạ. À? thì cơ bản chúng ta nhìn thấy thế. rồi là những bài báo về việc là uh, nhiều người Mỹ phải làm công việc thứ hai, thứ ba, nhiều người mới phải cắt giảm khẩu phần ăn, đúng ạ. À? tất cả những cái đó nó đều là bây giờ mình, bây giờ mình đang nói về cái hiện tượng đã. thế nhưng mà câu chuyện là gì? câu chuyện là cái GDP đầu người nó vẫn tăng. Đúng không? Cho nên vì nhiều người nhìn vào cái GDP đầu người và nhìn vào cái truyền thông của Mỹ đưa ra thì người ta vẫn tin rằng là người ta đang giàu hơn so với lại trước đây. Nhưng mà cơ bản, cái thịnh vượng thì nó nói tới việc là người ta có thể mua được cái gì so với những đồng tiền như cũ. Đúng không ạ? Và tất nhiên, trên khía cạnh đấy thì chắc chắn là nước Mỹ không có cái sự thịnh vượng. Và như vậy cái chuyện suy giảm trong cái mức sống chắc chắn sẽ diễn ra. Chỉ có điều nó đến mức độ như nào mà thôi. Bây giờ chúng ta cùng phân tích như sau Một cái đất nước mà có tới bao nhiêu? Hiện tại là 33, đúng không ạ? Hơn 13.000 tỷ tiền nợ. Và nó cứ bao nhiêu? Nó cứ tăng lên 1.000 tỷ một năm thôi quý vị ạ. Nó cứ tăng và bây giờ nó tăng như thế và tất nhiên năm sau nó còn tăng hơn cao như thế. Bởi vì cái đấy nó có gia tốc lên. Quý vị công nhận không ạ? Nó cứ có gia tốc, có nghĩa năm nay 1.000, năm sau nó 1.200, 1.500, thậm chí nó còn 2.000. Có nghĩa rằng cứ một năm trôi qua thì một người Mỹ phải gánh thêm một cục nợ 3.000 đô la. Toàn bộ người Mỹ, 330.000 dân người Mỹ. Mỗi người phải trả thêm một nợ, khoản nợ cho nhà nước 3.300 đô la. Đổi ra thiên Việt nó là bao nhiêu quý vị? Nó là 70 triệu, đúng ạ. Đấy, chúng ta thấy một năm, quý vị cứ tưởng tượng đi nhé. Người giàu thì không nói làm gì, nhưng mà có rất nhiều người nghèo, rất nhiều người tầm bình dân. Đúng không ạ? Đấy là một khoản tiền khổng lồ chứ không phải đơn giản đâu. Bây giờ một khoản tiền cực kỳ lớn trong cái thu nhập của liên bang ấy, lần trước chúng ta nói với nhau là bao nhiêu tôi không nhớ, 20% à, đúng không ạ? 20% thu nhập thuế của liên bang chỉ để dành để trả cho cái khoản lãi suất cho vay. Đúng không ạ? Lãi suất uh, vay nợ của nước ngoài 1.000 tỷ một năm. Khủng khiếp không ạ? 20% ngân sách liên bang để trả nợ cho vay. Dã man luôn. Như vậy rõ ràng là nước Mỹ tạo ra được bao nhiêu tiền, họ mất rất nhiều tiền chỉ để có trả lãi thôi. Chứ không phải là trả nợ quý vị nhé. Trả lãi thôi đấy. Thâm hụt ngân sách hàng năm cũng 1.000 tỷ đô. Đúng ạ. À vâng, quên mất. Tôi xin lỗi, ban nãy là 1.000 tỷ nợ một năm là hơi ít. Nhiều chứ. Trong uh, chỉ trong cái tháng vừa rồi nó đã tới 660 tỷ đô mà đúng không ạ thế vậy một năm thì nó phải là hơn nó là nhiều tỷ đô chứ Ờ, uh, nhiều nghìn tỷ đô chứ và chúng tôi sẽ xác nhận lại con số đấy sau nha có nghĩa rằng là số nợ tỷ của cái cái uh, uh, mức nợ của Mỹ hàng năm nó lên rất nhanh đúng không ạ chúng ta chỉ biết rằng là một năm họ phải chi rất nhiều tiền từ cái ngân sách liên bang để trả mỗi cái tiền lãi cho cái nợ của họ thôi còn lại thì thâm hụt ngân sách đúng không ạ một trong những tiêu chí hàng đầu liên quan đến cái việc thịnh vượng bởi vì là thâm hụt ngân sách nó cũng đánh thẳng vào cái túi tiền của người dân đúng không ạ một nghìn tỷ và như tôi nói với quý vị ban nãy đúng không ạ một nghìn tỷ thì nó lại là thêm khoảng ba nghìn đô la nữa đối với lại một đầu người với cái số tiền nợ như này thì cái um, chi tiêu để trả nợ của mỹ lần đầu tiên như chúng ta nói đấy Đúng không ạ, nó đã vượt qua cái chi tiêu về quốc phòng của Mỹ. Đấy, chúng ta thấy rõ ràng. Chi tiêu quốc phòng của Mỹ rất cao, năm ngoái đã gần 1.000 tỷ. Nhưng bây giờ thì cái chi tiêu để trả nợ, đúng ạ, nó cũng đã vượt qua cả cái ngân sách quốc phòng rồi. Nếu chúng ta bỏ hết tất cả những cái vấn đề liên quan tới thực sự những chỉ số kinh tế mà liên quan đến giá nhà rồi vân vân như chúng ta nói ban nãy và thực sự giá trị trong cái đồng tiền của người Mỹ ấy, thì chúng ta để ý thấy một điều là nó bây giờ giải pháp nào để giải quyết cái vấn đề này nó không có một cái giải pháp nào mà nó có thể bền vững được đúng không ạ quý vị nhìn không? những con số nó quá khổng lồ rồi nó tiền chỉ riêng cái tiền lãi và cái tiền mà thâm hụt ngân sách nó cứ như thế này thì có nghĩa rằng là nó mà là con số nó quá khổng lồ đúng không ạ không có cái cách gì để nó vãn hồi được bởi vì tại sao bởi vì là tất cả những con số này nó được bị thổi phồng lên thông qua những cái hoạt động tung ra những cái nợ đúng không ạ? Bán nợ, in tiền, bán nợ, mua nợ, trả nợ, vân vân, có nghĩa là những chính sách tài chính cực kỳ phức tạp để làm cho cái tình hình tài chính tạm thời nó trông nó có vẻ ổn. Mỗi khi mà đất nước họ có cái thâm hụt liên quan tới cán cân um, thanh toán xuất nhập khẩu đúng không ạ? Thương mại xuất nhập khẩu. Thì cái giải pháp đầu tiên mà tất cả các quốc gia làm là họ sẽ phá giá đồng tiền đúng quý vị rất nhiều nước kể cả là trung quốc họ cũng từng làm như thế nhật bản vậy nhiều quý vị cũng bảo chúng tôi nói về cái việc đồng tiền nhật bản phá giá ừ, cũng không phải là dấu hiệu gì của nền kinh tế đâu ừ, kinh tế nhật thì nó đang bước qua vũng bùn từ lâu rồi và nó vẫn tiếp tục như thế đúng không ạ nó không có cái gì sụp đổ nhưng mà nó cũng không có cái gì nó thăng hoa cả nhưng mà nó đã có thể nó phá giá đồng yên được nhưng mà người mỹ thì cái chính sách cái, cái tiền tệ như tôi vừa nói nó lại tạo thành một cái mớ bong bong như này nó không có một cái biện pháp nào để có thể giải quyết được cái việc đấy đúng không ạ như nhật như tôi nói là rất dễ để làm mặc dù tác động của nó cũng rất lớn nhưng ở mỹ thì thậm chí là những cái việc đấy nó giải quyết được ít nhưng mà nó lại những cái phần khác có khi bệnh nó còn phát nặng hơn đúng không ạ ví dụ như bây giờ chúng ta nghĩ rằng là ngay lập tức, người Mỹ sẽ phá giá đồng đô la để cải thiện cái cán cân thanh toán xuất nhập khẩu. Có nghĩa rằng là cái xuất khẩu có cái tăng trưởng, đúng không ạ? Nhập khẩu có giảm bớt đi. Và như vậy là họ sẽ có khả năng trong một thời gian họ sẽ giảm bớt được cái cán cân thanh toán này. Và tất nhiên nó góp phần để giảm bớt cái thâm hụt ngân sách, đúng không ạ? Thâm hụt chi tiêu của chính phủ. Thế nhưng bây giờ cái câu chuyện là nếu nước khác như Nhật thì nó lại dễ làm. Nhưng mà với Mỹ thì tại sao? Với Mỹ thì cả thế giới người ta ôm cái đồng đô la bởi vì đồng đô la nó có giá so với các đồng đồng khác đúng không quý vị và chính vì lý do đấy nếu như mà đồng đô la bây giờ mà người ta phá giá thì có nghĩa rằng là đồng đô la trên thế giới người ta sẽ bán tháo ra đúng không quý vị và như vậy rõ ràng chúng ta sẽ thấy là một lượng tiền khổng lồ đồng đô nó sẽ quay trở lại đất mỹ và tất nhiên nó bị mất giá rồi và đồng đô la không còn ai cần nữa đấy là lý do bây giờ quý vị nhìn thấy là người ta vẫn phải giữ cái lãi suất rất cao ở Mỹ bởi người ta biết rằng thả xuống mức như cũ thì chắc chắn có thể kịch bản thảm họa như vừa rồi nó sẽ xảy ra hai vấn đề tỷ giá hối đoái đúng không ạ rồi là cái tỷ giá hối đoái và cái tỷ lệ tỷ giá tỷ lệ lãi suất ngân hàng nhiều uh, chuyên gia kinh tế trên thế giới ấy, họ nói rằng là nếu đúng ra thì đồng đô la lên cắt giảm tức là phá giá khoảng 33%, tức là 1 phần 3 giá trị hiện tại của họ. Thì nó mới đúng với lại cái giá trị thực của nó, đáng giá để có, đúng không ạ? Nhưng mà một cái khoản như thế thì nó cũng rất là khủng khiếp, đúng không ạ? Quá khủng khiếp. Đấy là mức tối thiểu thôi nha quý vị nhé. Thế thì bây giờ khi mà Mỹ phá giá thì chúng ta sẽ thấy một cái điều gì? Giá trị của đồng đô la mà nó giảm thì ngay lập tức ở Mỹ có một cái thứ nó sẽ tăng rất nhanh. Nó luôn gắn với lại giá trị đồng đô la. Đấy là cái giá xăng dầu. Nếu như mà đồng đô la giảm 33%, thì giá xăng dầu ở Mỹ sẽ tăng khoảng 150%, tức là lên tới mức độ bây giờ là bao nhiêu? Bây giờ là bây giờ là khoảng độ uh, 3, mấy phần trăm gần gần 4 đô, đúng không ạ? 1 gallon thì nó sẽ lên tới mức độ 5 đô la 1 gallon. Tức là để giải quyết cái vấn đề cán cân thanh toán, ấy các vị ít nhất là 30% đúng không ạ? Còn nếu mà không thì phải 50%. 50% thì giá xăng nó sẽ tăng lên khoảng độ còn cao hơn nữa. Có nghĩa là lên tới tận mức 7 phần 7 đô la. Mà giá xăng dầu ở Mỹ mà nó tăng như thế thì thôi rồi, không còn gì để nói. Tất cả kịch bản người Mỹ đang sợ nhất là để mà làm sao bằng mọi giá kiềm chế được cái giá xăng dầu. Bởi vì nó sẽ thúc đẩy lạm phát đúng không ạ? Cực kỳ cao, cộng với lại làm suy thoái thêm cái mức sống vốn nó đang lao dốc của người Mỹ rồi. Nhưng mà ở trong đây nó còn có một cái vấn đề nữa là cái những vấn đề vừa rồi thì nó còn chấp nhận được, đúng không ạ? Ở mức nào đó nó còn chấp nhận được. Nhưng mà vốn từ trước đến nay thì uh, nước Mỹ họ luôn có những chính sách để làm gì để phục vụ cho một cái số tầng lớp những cái giới thượng lưu, tư bản. Những cái người này thì uh, chẳng hạn như là 500 lớn công ty lớn nhất thế giới ở uh, Mỹ nó là cái gì của S&P 500 đấy, đúng không ạ? thì nó toàn đi nó chuyển cái sản xuất của nó sang trung quốc và các nước khác để mà nó có tiếp cận với nguồn lao động giá rẻ để làm gì để mà nó lãi nhiều đúng không ạ và những cái thằng đấy nó chính là những thằng chi phối chính sách của mỹ và những thằng đấy thì một trong những điều tiên quyết nhất để nó làm cái việc này nó càng ngày càng lãi nhiều là nó phải có một cái đồng đô la cực mạnh siêu mạnh thế nhưng mà bây giờ đô la mà xuống giá thì gần như là những cái thằng này nó sẽ ăn đủ và nó mà ăn đủ thì nó cũng cho nhà nước ăn đủ đúng không ạ đấy và từ trước đến nay thì nó cũng đã bất chấp với quyền lợi của dân chúng đúng quý vị để nó tiến hành các quyết sách có lợi cho cái nhóm này thế bây giờ làm sao để nó cho phép là nhà nước phá giá đồng tiền để ổn định lại nền kinh tế trên đường dài mà trong khi đó ảnh hưởng trực tiếp tới nó được chắc chắn là sẽ rất khó đây mới chính là vấn đề khó nhất. Bởi vì vấn đề này mà nó dễ giải quyết thì thế giới đã có hòa bình từ rất lâu rồi, đúng không ạ? Mà chúng ta thấy là dường như là trong bao nhiêu năm vừa rồi chúng ta chưa bao giờ có hòa bình cả. Có nghĩa rằng là cái thông điệp của chúng tôi là gì? Là đối với một cái nước Mỹ thì họ có rất nhiều những cái sự mâu thuẫn trong việc đưa ra những quyết sách có thể giải quyết được vấn đề kinh tế. Đúng không ạ? Bởi vì nó liên quan tới cái việc họ là nước sở hữu, kiểm soát thao túng được đồng đô la Đấy, cái câu chuyện nó nằm ở đấy Cho nên là chính đồng đô la là một cái tài sản của nước Mỹ trên toàn thế giới Nhưng mà bây giờ những giải pháp của các nước khác Thì rất nhiều khi họ dùng tới việc phá giá đồng tiền Để mà tăng sức mạnh cho nền kinh tế Ổn định nền kinh tế Thì của Mỹ lại không được phép làm như vậy Đúng không, quý vị, bởi vì cái tài sản lớn hơn của họ chính là cái đồng tiền ở trên toàn thế giới. Quý vị tưởng tượng, chúng tôi đang nói tới vấn đề gì không ạ? Đúng ạ? Là họ phải phá giá cái tài sản đó trên toàn thế giới và vốn nó là một cái nguồn sức mạnh và tài sản của chính họ. Bây giờ phá giá đi thì có nghĩa rằng là họ sẽ mất tức là là nói như thế nào nhỉ? Tức là chữa được cái cái tim thì phổi nó lại bị bệnh đúng không ạ? Đấy, chữa được phổi thì nó lại bị bệnh thận. Tức là tất cả mọi thứ nó đều liên quan đến nhau và nó theo một cái mớ lòng vòng. Đấy mới là cái câu chuyện mà rất khó để Mỹ có thể giải quyết được cái vấn đề liên quan tới mất cân đối hay là thâm hụt cán cân thương mại xuất nhập khẩu, cán cân thanh toán, thâm hụt ngân sách liên bang và trả nợ cũng như là những cái ngân sách dành cho quốc phòng. Những thứ nó rất quan trọng. Bây giờ bảo Mỹ là cắt giảm ngân sách dành quốc phòng được không? Tôi nghĩ rằng đấy sẽ là ưu tiên cuối cùng bởi vì chính cái cái ngân sách quốc phòng đấy nó mới nuôi sống được cái thế giới tài phiệt và đồng thời nó mới bảo vệ được sự bá đạo của đồng đô la bây giờ cắt giảm đi thì ai lấy tiền để nuôi cái đám tàu uh, tuần dương hạm mới lại tàu hàng không mẫu hạm ngóa hộp trên khắp đại dương quý vị đúng ạ à? mà những con tàu đấy nó chỉ cần nằm cảng một vài ngày nó dỉ sét nó vứt đi thành đồng nát ngay <laughs> Câu chuyện nó khó lắm Cho nên là rõ ràng Đấy chính là lý do mà chúng ta thấy là Càng ngày vòng xoáy này nó càng ngày nó càng đi lên đúng không ạ Nó rất khó để nó xuống thang được Vì không có một giải pháp nào mà nó hợp tình hợp lý cả Chứ chưa nói đến là giải pháp hoàn hảo Như Nga chẳng hạn ấy, đồng đô đồng rút của họ lên 100 Group ăn 1 đô la tức là giảm giá 100 ăn 1 đô la đúng không ạ Thì họ cũng không có gì lo lắng cả bởi vì bản thuật thuần túy là họ có thể ra những cái chính sách liên quan đến tiền tệ phát là có thể ổn định được đồng rút ngay bởi vì là cái nền kinh tế của họ nó có có cái giá trị có nền tảng đúng không ạ trung quốc cũng như thế thôi nhật cũng như thế thôi đấy nhưng mà đối với lại mỹ thì nó hoàn toàn nó khác vâng đây là một cái vấn đề nó có thể nói rất phức tạp đúng không ạ chúng ta chỉ phân tích mang tính chất tổng quan thôi còn đi từng vào những chính sách của nó thì nó sẽ phức tạp hơn rất nhiều nhưng dù sao, nó cũng cho chúng ta một cái câu trả lời cơ bản là chắc chắn sẽ có sự suy giảm trong mức sống của người Mỹ. Còn có thể thu nhập trên đầu người nó vẫn tăng quý vị nhé. Vẫn tăng, thậm chí tăng mạnh, đúng không ạ? Nhưng mà nó không nói lên cái sự thịnh vượng trên cái mức sống của người Mỹ trong vòng 10 năm tới. Còn tất nhiên là nó suy sụp đến mức nào thì nó cũng tùy. Cái đấy thì chúng tôi cũng không phải là nhà chuyên gia kinh tế cho nên chúng tôi chưa có được những kịch bản, đúng không ạ? Để nó sâu chuỗi với nhau một cái bối cảnh kinh tế như thế thì chẳng hạn như ví dụ là người Mỹ người ta phá giá 10% đồng đô la thì các chuyên gia kinh tế nó sẽ có một cái hàm mà nó có tới vài chục cái ẩn số X, Y, Z đến A, B, C, D đúng không ạ? Để nó giải ra và những ông đấy thì đầu nó phải lòi mắt nó phải cận để làm các nhà toán học nó mới ra được các kịch bản đúng không ạ? 10, 20, 30, 40, 50% thì các kịch bản để dẫn tới những cái việc như nào? Đấy, mặc dù ở Mỹ thì nó có quá nhiều biến số phụ, nó không phải dễ để nó làm đâu, nhưng mà cũng phải các nhà khoa học đấy thì nó mới làm được. Còn mình ăn khoai thì mình chỉ cần ăn một phát là mình nhìn thấy kết quả ngay, đúng không ạ? Có nghĩa rằng là chắc chắn là sẽ từ những vấn đề liên quan đến thâm hụt ngân sách, chi tiêu quá đà, nợ quá nhiều, chi tiêu để trả nợ, trả lãi cho nợ thôi, rồi cả cả trả nợ nữa cũng rất nhiều, chi phí quốc phòng rất cao, đúng không ạ? thì cho thấy rằng đấy chính là những cái sức ép cực kỳ ác liệt đối với lại nền kinh tế Mỹ. đấy là tôi chưa nói về một vấn đề cực kỳ lớn quý vị nhé. một trong những cái hạng mục siêu to khổng lồ đấy là việc thu thuế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và thuế cá nhân. đời sống kinh tế khó khăn, thu nhập giảm sút có nghĩa rằng là thuế cá nhân giảm sút, đúng không ạ. rồi là các doanh nghiệp vừa và nhỏ không thành lập mới, làm ăn không lên, phá sản nhiều. Thu nhập giảm sút, thuế giảm sút, đấy, đấy chính là cái vấn đề nó đang đè nặng lên cái ngân sách của Mỹ và bây giờ họ càng ngày họ càng phải vay nợ nhiều đấy. Cho nên cái này chúng ta chưa nói, bởi vì nó liên quan đến vấn đề làm ăn kinh doanh kinh tế nhưng mà chúng ta nói các vấn đề dân sự thôi thì nó đã có vỡ mặt rồi, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian để đặt câu hỏi cho chúng tôi. Những câu hỏi có thể nói rằng là càng ngày càng khó học búa. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.